Kể từ khi giữ các chức vụ lãnh đạo hàng đầu nước Nga vào năm 1999, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có 4 lần đến Việt Nam vào các năm 2001, 2006, 2013 và 2017. Ngày 1 tháng 3 năm 2001, sau gần một năm trở thành Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ đầu tiên, ông Vladimir Putin đã có chuyến thăm Việt Nam. Lãnh đạo hai nước cùng ký kết tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Nga vào ngày 1 tháng 3 năm 2001, tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống Nga, ông Putin cũng đã gặp mặt cộng đồng người Việt Nam từng học tập tại Nga. Tổng thống Putin cũng ghé thăm nhiều địa điểm ở Việt Nam vào năm 2001, trong đó có di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội. Tại đây, ông đã gióng trống và viết sổ lưu niệm. Tháng 11 năm 2006, Tổng thống Putin tiếp tục chuyến thăm lần thứ hai tới Hà Nội để tham dự hội nghị APEC 14 và thăm chính thức Việt Nam. Tại hội nghị APEC 14, Tổng thống Nga cùng lãnh đạo các nước APEC diện trang phục truyền thống của Việt Nam. Sau hội nghị APEC lần thứ 14, ông Putin có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Nhân chuyến thăm này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết và Tổng thống Nga ký tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí giữa hai nước ngày 20 tháng 11 năm 2006 tại Hà Nội. Đến tháng 11 năm 2013, một năm sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ ngoại giao lên đối tác chiến lược toàn diện, Tổng thống Putin tiếp tục có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 vào năm 2013, Tổng thống Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận, văn kiện hợp tác song phương. Tháng 11 năm 2017, Tổng thống Nga Putin tiếp tục đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị APEC ở Đà Nẵng, Tổng thống Nga Putin đã tranh thủ gặp gỡ, trao đổi cùng Tổng thống Mỹ thời điểm đó là ông Donald Trump. Kết quả, hai bên đã đạt được tuyên bố chung giữa Nga và Mỹ về vấn đề Syria. Vào năm 2017, hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng là lần gần đây nhất Tổng thống Putin ghé thăm Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Putin. Dự kiến trong hai ngày 19 và 20 tháng 6, nhà lãnh đạo Nga sẽ có chuyến thăm lần thứ 5 tới Việt Nam.